Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp họp báo từ Việt Nam, Lào, AF Cup, Thái Park muốn thắng chung kết sớm với Malaysia. Tối ngày 6 tháng 12, từ Việt Nam đã thắng Lào tỷ số 2-0 khi bắt đầu hành trình bảo vệ trước vô địch AF Cup mà mình giành được cách đây 3 năm huấn luyện viên Park Ha-seo đã có những chia sẻ đáng chú ý sau màn so tài vừa qua của đội nhà với đối thủ láng giềng trên đất Singapore. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của hậu vệ trái hồ tấn tài sau màn trình diễn tốt vừa qua? Tất nhiên, cậu ấy có tiềm năng thì mới trở thành tuyển thủ bóng đá quốc gia được. Từ Việt Nam sắp đối đầu với Malaysia vào ngày 12 tháng 12, thầy Park có bắt bà được đối thủ không? Sau trận đấu với đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam được nghỉ 6 ngày, một số cầu thủ thi đấu sẽ được nghỉ ngơi một chút. Về mặt chiến thuật, tuyển Việt Nam sẽ không có thay đổi nhiều. Hôm nay chúng tôi đã xem Malaysia thi đấu, thắng Campuchia 3-1 và sẽ có phân tích chiến thuật kỹ lưỡng về họ. Tôi nghĩ hôm nay họ đã có một trận đấu tốt. Hồ luyện viên Pahasar nói gì về quả đá phạt đền hỏng ăn của tuyển Việt Nam? Hôm nay hay trận nào cũng thế thôi, ở tình huống đá phạt đền, chúng tôi đều chỉ định cầu thủ thực hiện. Hôm nay lấy ra Xuân Trường và Tiến Linh đã phạt đền, nhưng hai cầu thủ này ra sân rồi. Văn Thanh tự tin nên chúng tôi để cậu ấy đá. Cảm nghĩ của Phạm Văn Đức ra sao sau khi ghi bàn ấn định thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhân trận. Phạm Văn Đức chia sẻ Tôi hài lòng về màn trình diễn của đội lẫn cá nhân. Chúng tôi đã cố gắng tuân thủ chiến thuật của luyện viên đề ra. Vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn dành tặng bàn thắng của mình cho con trai sắp chào đời của tôi. Từ Việt Nam và Malaysia đều thắng lượt đầu tiên ở bảng B AF Cup 2020. Ông nghĩ sao về khả năng thắng Malaysia ở lượt đầu tới của tuyển Việt Nam? 19h30, tối ngày 12 tháng 12. Tôi không biết được. Tôi nghĩ đó là trận đấu chung kết sớm. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể. Từ Việt Nam ra quân AF Cup thắng Lào hay 0 Thầy Park nói gì khi xoay tua đội hình? Tôi hài lòng với kết quả 2-0 dành cho tuyển Việt Nam vì một số cầu thủ của chúng tôi vẫn còn dính chấn thương sau vòng loại thứ ba World Cup 2022 nên tôi có một số sự thay đổi ở đội hình trận này. Chờ thầy Park tiết lộ thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 12, tuyển Việt Nam có trận đấu đầu tiên ở bảng B AF Cup 2021 đối đầu Lào trên sân Bishan, Singapore. Trước trận đấu này vài tiếng, cũng trên sân này, Malaysia thắng Campuchia 3-1 đã ít nhiều gây sức ép lên đội bóng của chúng ta. AF Cup 2021 là giải đấu lớn mà Việt Nam tham dự với tư cách đội đương kim vô địch. Sau khi những ngôi sao vàng đã vượt qua Malaysia 3-2 sau hai lượt trận chung kết năm 2018. Dẫu vậy, Việt Nam có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Lào để ra quân khá tốt tại AF Cup năm nay. Sau trận đấu với đại diện xứ sở triệu voi, thầy Park đã tham dự buổi họp báo và có những chia sẻ đáng chú ý với người hâm mộ về đối thủ đáng giềng mà chúng ta vừa đương đầu. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam lộ tử huyệt đáng lo lắng ẩn sau 22 cú dứt điểm về phía Lào. Dù giành 3 điểm, song Việt Nam bộc lộ không ít vấn đề khi huấn luyện viên Park và đông đảo cổ động viên không khỏi quan ngại. Từ Việt Nam gặp không nhiều khó khăn để đánh bại Lào với tỷ số 2-0 trong ngày mở màn AF Cup 2020. Tuy nhiên đây cũng chưa hẳn là một chiến thắng hoàn hảo mới thầy cho ông Park Ha-sơ. Đây là trận đấu học trò của thầy Park tung ra rất nhiều cú dứt điểm và nếu chính xác hơn tỷ số có lẽ đậm đà hơn khá nhiều so với con số 2-0. Việc thiếu một số chín đúng nghĩa có khả năng chớp thời cơ cụ thể hóa những đường tấn công bằng bàn thắng vẫn là vấn đề với tuyển Việt Nam. Sau trận đấu chuyên gia Phan Anh Tú nhận định: Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam bộc lộ được nhiều yếu tố. Tuy nhiên chúng ta đang thiếu một tiền đạo có khả năng cắt mặt để ghi bàn. Việt Nam sử dụng nhiều phương án tấn công, nhất là các phương án đánh biên nhưng hiệu quả chưa thực sự tốt. Đôi lúc cả hai cầu thủ tấn công đứng cùng một vị trí làm cản trở pha tấn công. Bình luận viên Tiến Dũng của VTV đưa ra quan điểm tương tự với chuyên gia Phan Anh Tú. Đồng thời cho rằng Việt Nam cần khắc phục việc để đối phương có cơ hội nguy hiểm khi đang chơi với thế trận áp đặt. Ở trận này chúng ta không có nhiều tình huống tiền đạo băng cắt vào dứt điểm từ những quả tạt từ hai cánh. Ngoài việc chưa đạt hiệu quả cao ở khả năng ghi bàn, chúng ta cần khắc phục một số vấn đề ở khâu phòng ngự khi để cho đội bạn có tình huống nguy hiểm khi chúng ta đang thi đấu với thế trận áp đặt. Đó là điều cần rút kinh nghiệm. Trong khi đó, cựu danh thủ Như Thuần chỉ ra một điểm mà các cầu thủ Việt Nam cần rút ra bài học. Trận đấu này tôi hơi tiếc với pha dính thẻ vàng của Thành Trung. Sau khi dính thẻ, cậu ấy còn có một tình huống phản ứng trọng tài. Đây là điều cần tránh. Tiếng tiếp theo, từ Việt Nam nhà đạn thua xa Thái Lan và Malaysia, thầy Park ngập tràn lo âu. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, trận đấu gặp Lào cũng chỉ ra một nhược điểm của Việt Nam. Chiến thắng 2-0 trước Lào giúp Việt Nam giành chọn 3 điểm trong ngày ra quân tại AF Cup 2020 sau chuỗi ngày ảm đạm ở vòng loại 3 World Cup 2022. Trận thắng này là cú hích tinh thần quan trọng cho đoàn quân áo đỏ. Tuy nhiên, 90 phút trước Lào chỉ ra một nhược điểm lớn của tuyển Việt Nam. Cụ thể, Phượng và đồng đội tung ra tổng cộng 23 pha dứt điểm, nhưng chỉ 6 trong số này đi trúng đích. Thông số trên trang chủ AF Cup chỉ ra tuyển Việt Nam có tỷ lệ dứt điểm trúng đích 26,1%. Con số tương tự mà Thái Lan đạt được trong trận gặp Timor Leste hôm qua 41,7%, với 10 trên 24 cú sút đi trúng đích. Malaysia thậm chí đạt tỷ lệ sút trúng đích lên tới 52,9% ở chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của đội tuyển Việt Nam thấp là do các cầu thủ thực hiện khá nhiều cú sút xa. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng một số tình huống đoàn quân áo đỏ lẽ ra có thể làm tốt hơn. Trong những trận sắp tới đây, Việt Nam phải chắc chiêu hơn nữa ở các pha dứt điểm. Bởi khác với Lào, những Malaysia, Indonesia, thậm chí Campuchia không cho Việt Nam có quá nhiều cơ hội bàn phá khung thành. Tại AF Cup 2018, Việt Nam lên ngôi một phần quan trọng nhờ vào khả năng tận dụng thời cơ cực tốt. Để bảo vệ được chiếc cúp, hình ảnh tương tự cần được tái hiện thay vì những tình huống đi bóng ngoài đầy tiếc nuối như trước Lào. Tin tiếp theo, Văn Đức chấm dứt cơn khát bàn thắng sau 3 năm trong màu áo tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, cuối cùng tiền đạo Văn Đức cũng đã có bàn thắng cho riêng mình, qua đó chấm dứt cơn khát bàn thắng trong màu áo tuyển Việt Nam kéo dài đến 3 năm bị dư luận chê bai khá nhiều ở vòng loại World Cup 2022, nhưng thầy Park vẫn đặt niềm tin vào Hoàng Đức. Tiền đạo người Nghệ An tiếp tục là sự lựa chọn trong đội hình đá chính của Việt Nam trong trận mở màn gặp Lào ở bảng B AF Cup 2020. Có lẽ ông Park Hang-seo muốn trao cơ hội cho Đức để chân sút này có thể giải cơn khát bàn thắng, muốn giải tỏa áp lực khi chỉ gặp đối thủ yếu là Lào, qua đó có thể chơi thăng hoa hơn trong trạng đường sắp tới. Chân sút người Nghệ An cũng đã không phụ lòng tin của vị chiến lược gia người Hàn Quốc bằng một pha bật cao hơn hẳn hậu vệ Lào, Văn Đức đánh đầu dũng mãnh ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho Việt Nam. Pha lập công trên giúp tiền đạo này chấm dứt cơn hạn bàn thắng trong màu áo tuyển Việt Nam kéo dài đến 3 năm. Cụ thể bàn thắng gần nhất Văn Đức ghi trong màu áo tuyển quốc gia là ở trận bán kết lượt đi tại Philippines ở AF Cup 2018 ngày 2 tháng 12 năm 2018. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và cũng là pha lập công ấn định tỷ số cho tuyển Việt Nam. Sau bàn thắng đó, Văn Đức rơi vào cảnh tĩnh lặng khi im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Dù cùng Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quan trọng, Asian Cup 2019, vòng loại 2 và 3 World Cup 2022. Theo thống kê, từ trận bán kết lượt đi với Philippines vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 cho đến trước trận gặp Lào tối ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ Việt Nam đã thi đấu 18 trận nhưng Văn Đức không có pha lập công nào. Hy vọng bàn thắng vào lưới Lào giúp cho tiền đạo này giải tỏa áp lực để chơi thanh thoát hơn trong chặng đường tới đây. Qua đó có thể góp phần giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AF Cup. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.